Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Bonsai Cương Nguyễn. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách cắt chuyền, cắt giật và nuôi cành mồi cho cây hoa ngũ sắc. Và đây là một cây hoa ngũ sắc mà tôi đã khai quật về được 2 tháng rồi. Và bây giờ tôi sẽ cắt giật để nuôi cành mồi, để tạo thế cho nó. Trước tiên tôi sẽ cắt bỏ những cái cành nhỏ mà không cần thiết này đi, để chúng ta dễ dàng có thể định hình được bố cục của cái cây hoa ngũ sắc này. Đấy, như vậy là chúng ta có thể hình dung ra được cái dáng của cái cây hoa này. Và như cây này thì theo tôi sẽ tạo dáng siêu. Tôi sẽ tạo một cái dáng siêu cho cây hoa ngũ sắc này. Và chúng ta sẽ cắt bỏ hết những cái cành không cần thiết đi. Trước tiên tôi sẽ cắt bỏ cái cành này, cành to này. Đấy, nhìn cây nó có vẻ thoáng hơn rồi quý vị nhé. Và bây giờ tôi sẽ cào bớt cái đất này đi. Tôi sẽ khơi đất ở rễ để làm tạo cho nó một bộ rễ đẹp, để cho nó nổ rễ ra và nhìn cho nó bắt mắt, cho nó cổ quý vị nhé. Bởi vì cái hoa ngũ sắc nó có một cái ưu điểm là nó hay có u biếu, thân nó rất là nhiều u biếu, cho nên chúng ta chơi hoa là một chuyện, nhưng chúng ta phải lưu ý là chúng ta sẽ phải tạo cho nó một cái góc nhìn để khoe cái thân nó ra. Đấy, quý vị nhìn thấy là cái thân nó rất là u biếu, xù xì, mặc dù là cái cây này thì vẫn còn là một cây nhỏ. Đấy, nhìn là rất là đẹp. Đấy, bộ rễ như này là cũng tương đối rồi quý vị nhé. Như quý vị cũng đã thấy là cái cây hoa ngũ sắc này nó có 2 nhánh quý vị nhé. Và bây giờ theo như tôi thì tôi sẽ cắt bỏ một nhánh đi. Mình chơi dáng siêu và chỉ chơi một nhánh thôi, để 2 nhánh nó rất là bẩn. Đấy, và bây giờ tôi sẽ cắt đến đây đi. Tôi sẽ quyết định cắt bỏ. Đây là thành phẩm mà tôi cắt ra đây quý vị. Nó vẫn còn một chút rễ bấm ở
cái thân này và tôi sẽ dâm nó xuống và nó sẽ được một là cây bonsai mới quý vị nhá, nó sẽ được một cây hoa ngũ sắc mới. Đấy, như này là quý vị có thể khẳng định đảm bảo là trồng nó sẽ sống 100%. Đấy, nhìn này cũng có thể tạo được một cái cây mini khá là đẹp đấy quý vị ạ. Có thời gian tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cho quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta dâm cành hoa ngũ sắc để quý vị có thể hiểu rõ hơn về cái cách dâm hoa ngũ sắc. Và quý vị cũng đã nhìn thấy trên màn hình là một cây hoa ngũ sắc tôi đã cắt xong và nhìn nó rất là bay quý vị nhé. Nhìn khi chúng ta cắt bỏ một cành đi rồi thì nhìn cành còn lại nhìn nó rất là bay, nó rất là thoát cây đấy, và nó trở thành một cây dáng siêu tuyệt vời. Chúng ta sẽ để nộ nguyên bộ gốc, bộ thân rễ ra, còn cái tán lá và hoa của chúng sẽ ở bên trên, và như vậy là chúng ta vừa có thể ngắm cái nét cổ thụ của nó và vừa ngắm cái hoa của nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đây cũng là cái cách để chúng ta tối ưu hóa một cái cây hoa ngũ sắc để chúng ta khoe hết những cái gì mà tinh hoa của nó đã thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Chúng ta sẽ khai thác hết. Và ở phía trên nó cũng có một cành này, cành nó mục rồi. Bây giờ tôi sẽ cưa bỏ đi. Quý vị lưu ý là nếu như chúng ta có keo niền sẹo thì chúng ta sẽ cắt xong chúng ta sẽ bôi vào để cho nó niền sẹo và nó sẽ tạo u biếu rất là đẹp quý vị nhé. Ở đây tôi chỉ hướng dẫn là cắt thôi chứ tôi lát nữa tôi sẽ bôi keo. Đây là cái cành này nó mục rồi nhưng mà tôi vẫn quyết định cắt đi. Đây và tôi đã cắt xong. Nhìn nó lại thoát hơn rồi quý vị ạ. Đấy, nhìn nó rất là côn cây. Và chúng ta chỉ để một chút tán ở trên để sau này nó phát triển ra, nó sẽ đẹp hơn. Cây hoa ngũ sắc thì cái thân của nó rất là khó uốn quý vị nhé, cho nên chúng ta chỉ có thể cắt truyền cắt giật để tạo cái độ vòng trục nắp của nó cho nó đẹp. Khi chúng ta uốn thì cũng không phải cực kỳ khéo léo mới có thể uốn được. Đấy, cho nên chúng ta cắt giật là một phương pháp rất là tối ưu. Và như vậy là tôi đã cắt xong hoàn chỉnh cái cây hoa ngũ sắc này. Và cái phần cành trên cùng cũng chính là cái cành mồi đấy quý vị ạ. Và chúng ta nuôi mồi nó để nó phát triển lên và tạo tán cho nó có hoa. Còn toàn bộ cái phần thân dưới là chúng ta sẽ không để một nhánh nào cả. Để phơi cái gốc ra để tạo u biếu nhìn cho nó đẹp. Và qua video tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tôi. Và quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.